Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Dền Sáng, huyện Bát Sát vào khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 7, ngôi nhà của hộ gia đình ông Hoàng Láo Lở, thôn Đậm Giàng đã xảy ra hỏa hoạn. Nhận được thông tin, cấp ủy chính quyền địa phương xã Dền Sáng đã huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương chữa cháy, cứu và di chuyển đồ đạc trong nhà giúp gia đình. Đến khoảng 12 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ước tổng tài sản thiệt hại khoảng 217 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người ngôi nhà của ông hoàng láo lở vừa mới được hoàn thành theo chương trình xóa nhà tạm bằng nguồn hỗ trợ của ngân hàng ngoại thương việt nam nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện dẫn đến cháy nhà